Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây gần cầu đường thét. Ba của Hoa sẽ cưa hạ cây còng nè. Còng rất là lớn luôn. Cái hoành ở phía dưới là khoảng 300 hoành luôn. Mấy anh đang moi cái phần gốc của cây còng này lên. Cái phần gốc còng thì sẽ làm cái mặt bàn á, còn phần trên thì Hoa chưa biết nữa. Cây còng quá lớn luôn nè. Anh nói là có thể cưa hạ nguyên cây luôn, không biết ngã theo hướng nào nữa. Hoa xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa cây còng này như thế nào nha. Ba của Hoa đang chuẩn bị sên máy cưa nè. Hello, how are you? How are you? Yeah, chào quý bà con cô bác. Hôm nay mình có duyên về ở xã Ba Sao, cái chợ đường thét này ngang cái chợ của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để cưa cái còng này cũng to, cái gốc nó cũng được 300 hoành đó. Dạ. Cây này cây 1, 2, 3, 4, 5. Cái thân nó được 5,5 m à. Thân xuông được 5,5 m ba. À, 5,5 m, còn trên hai cái nhánh cũng to lắm. Dạ. Cái cây này đặc biệt là nó cái gỗ nó như là cây cẩm lai vậy đó. Dạ. Cái lỗi nó đẹp lắm, mà không có mối mọt gì ăn. Dạ. Nên cái ở đây là nó cũng có giá trị lắm. Bây giờ anh em đây nhờ mình đến đây cưa, tại vì mình thì có mấy cái làm lớn mới sử dụng được cái mới trị được nó. Dạ. Mới cưa được giáp cái gốc. Hình mới làm dài nó được. Làm dài 9 tấc. 9 tấc, 6 tấc, 4 tấc rưỡi. Dạ. Chào quý bà con, mình chúc quý bà con mình luôn luôn cũng mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ dạ, để làm ăn phát tài. Dạ. Được hạnh phúc. Dạ. Anh cảm ơn bà. Các trước mới chứ. Đến để nguyên vậy luôn, cắt nguyên nó cản chưa đâu ngã được. Tính cắt nguyên cây. Nếu mà để là mình má bên đây thì chọn cho ngã xuống đó đó. Bán gì? Bán cái tạp á. Bán cái tạp hả? Bán nhiều tạp hết hả? Vậy là ngã nguyên cây luôn hả ba? Mình vừa cắt bớt cho nó nặng tạng đây nè. Cho nó nặng bên đây nè. Cho nó nặng bên đây nè, chiều bên đây nè, bên giờ nó cản mấy cây tre nó ngã nổi không nè. Dưới mình đàn là chàm đấy chưa? Nhạc cũng heo ha. Có gì nói đừng đạp giò. Dạ được nó mà. Ba của Hoa lên cưa mé nhánh bớt để cho nó nhẹ bớt một bên này nè, cưa hạ nguyên cây. Cắt cái đầu một mớ rễ đó xong rồi cưa này là nó nhẹ luôn. Lật này nó nặng rồi, giờ nó khiêng rồi. Để bây giờ nghe nhánh xuống trước. Mượn cái tán của cây còng để nhổ cái phần rễ nó. Nhờ cái lực đòn bẩy nhưng mình cắt hết tàn bên đây á, nó nặng bên kia. Mình chích rễ là nó sẽ lật về nó, mà cứ đến nó có cái chờ canh có sao không? Có chờ canh có sao? Chờ canh mini luôn. Đúng rồi, con đó không lên cưa mà giờ con mệt quá con không đẹp. Cái này quá bự chăng nè. Đúng nhân còn hơn. Thank you.
là vườn của người khác rồi, nên ban của Hòa sẽ cưa hạn chế cho qua vườn bên kia. Cái đường bên dưới dựng cái sợi dây cho ba cái tầng đu lên. Quá trời bự. Cây này không có nào mà nắm bằng tay được. Nhánh quá lớn. Ba đó về vậy. Trong kẻ giữa. Phần nhánh bên kia kìa đã chắc là đã mé cách đây khoảng 2-3 năm rồi đó. Phần nhánh bên đây thì chưa có mé nữa. Quá nhiều nhánh nhỏ. Còn vướng cái đọt tre, đọt cây cọng phía bên kia. Vô trong thân cây rồi nó bị gài lại rồi. Quá trời nhánh dài luôn rồi. Bị kẹt làm.
gà vô mấy cái tre rồi, bởi vậy kẹt là không xuống được. Lấy gì bự treo nhắm nó luôn rồi. Bà có toàn cột cái máy cưa để giữ lại, cột cái máy cưa khác để lên cứu bồ cái máy cưa nhỏ. Máy cưa nhỏ này chắc để hồi cắt nó không bị rớt máy cưa xuống. Này bà có toàn sử dụng tới cái máy rotary lên để cứu bồ cái máy nhỏ. Máy nhỏ là Extreme 023. Nguyên cái bộ tre luôn, hồi nãy tưởng gãy cái tre luôn chứ. Cái máy cưa nó cũng đi theo cái nhánh hên, có cọng dây cột lại rồi. Nó lại có hai cột hai cái máy cưa luôn, cho nên không có chỗ treo máy cưa. Nó dùng dây luôn không xuống luôn. Cái đọt dưới cái nặng hai này. Cái đọt nặng hơn. Anh buộc cái đầu dây kia xuống kỹ luôn anh Đồng ơi. Cái tre đó đó. Đó. Mở dây được ba, mở luôn đi, cột cái sợi dây nhỏ xuống kéo á. Đó liền liền con dây bự xuống luôn. Dây rút con dây bự xuống luôn. Đi ngay chỗ bụi tre nãy chú. Cạt đó dễ này rớt nổi. Giờ cắt bỏ một cây tre nó mới ra nổi. Phút hai cây tre nên cũng không có thấy ba của họ ở đâu. Xuống từ từ trời ơi, cái phần đọt mà nó lên tới trên đó luôn kìa. Này chắc phải cắt bỏ bớt mấy cây tre quá. À, cột cái cọng dây lớn lôi lên đây nè chú được. Cột cái cọng dây lớn vô góc á, bằng đây kéo nè. Cho nó bay ra. Nó còn hỏng lên khoảng mét hơn.
nó chưa tới đất. Bài gì lắm, nó tao tao hoài luôn. Đó có kìa. Cột dây kéo ra đi, nguy hiểm lắm. Cột dây kéo đây nè, nguy hiểm lắm. Cột dây lại em kéo tiếp cho. Đứng ra kéo nó chọt xuống không biết đường á. Súng qua đây nè, hai ba người kéo. Cây sầu đầu đó còn sử dụng. Cây sầu đầu quá nhỏ. Hô 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 đúng nhịp á, kéo. Cột vô cái cây xài ghép rồi luôn á. Cái tre á, sợ cái tre. Nó sợ gì? Chuyện cái máy cưa nhỏ xuống đây bay. Rồi chấm gốc luôn rồi sao kéo nổi nữa. À, trời trời đi cầu khỉ kìa. Đó. Dữ à, dữ à. Trời. Mình chú đường. Chạy. Thôi chuyện máy cưa xuống cắt đi. À, em có hòa lại để cưa phần nhánh nữa thôi. Tại vì chú đường cũng mới biết cắt củi gần đây thôi nên cũng nguy hiểm lắm. Lấy dao cứu bộ. Chịu đốn ngay sầu đâu luôn chịu. Đây là cái anh mà thuê ba củ hoa để đi xuống đây để cưa cây cọng. Gỗ chắc thiệt chứ. Cắt cắt cắt. Cái phần thân quá lớn luôn, không thấy bà của hoa đâu hết trơn. Chừng nào nhánh rớt xuống mà hoa mới biết là cắt ở đâu thôi.
trình một tét một phần da dài lắm. Chắc là nhánh dài quá ba của hoa sợ vướng vào bụi tre nữa nên lên phía trên cao hơn để cắt nhất. Thế là đã cắt ngắn bớt rồi nhưng mà vẫn vướng vào bụi tre. Ngắn khô. Ngã đây bên cái nhà nghỉ. Rồi vướng đọc tre nữa. Chắc gãy luôn cái đọc tre đó quá. Rồi gãy luôn rồi. Cong xuống là sụm gãy luôn. Rồi vậy mà không gãy vậy? Dai dữ hả? Cong nó dẻo, uống cong luôn rồi. Rồi vô đó luôn hoài luôn, vô đó luôn. Nhanh lắm. Vô bụi tre nữa rồi. Họ cắm đầu xuống thì gì á. Không có thấy nhánh đâu luôn. Có nhiều nhánh, nhiều lắm cây nó vô cái bụi tre nó trần. Cười nhà cốt. Chú đường nhé, bà nó hoa mà nó nhỏ mà không nó lớn. Bà có hoa nó làm xong. Mười một giờ 26 phút. Ôi trời đen thui luôn.
muốn chuyển mưa tới. Mấy cưa chú ơi. Mấy cưa kìa sếp. Thôi cưa gì cầm dao không à. Chết luôn rồi. Bắt trước chú Dũng. Ông này mới theo thợ phụ là thợ phụ rồi chứ lên thợ cưa. Là ba cũng cắt cho nó sát vào phần thân chính luôn. Thì là ba cũng hạ cái mới cưa xuống luôn rồi. Ủa nó lộn. Giờ Toàn mới thấy có người cầm mấy cưa giống chú Đường. Chú mình chú Đường cầm tay trái thì cầm tay cầm, còn tay phải thì bút ra. Lộn nước ra. Tay trái bút ra, tay phải cầm. Nó lộn. Chắc ba cũng hạ cái máy cưa tới đó để cưa bỏ cái nhánh nó xuống quá. Này chưa biết sao nữa. Hình như ba có bạn leo xuống luôn rồi. Trời nắng hầm hì quá đi. Chào quý bà con. Hầm quá rồi. Mình có thể ngã được luôn đó. Bằng bằng đó là vậy là có thể ngã được luôn rồi. Chờ mình cái nhánh này lại để mình khắp bớt cái cắt bớt cái đập xe lại nè. Bây giờ tại vì chưa rồi. Còn 1 giờ rưỡi rồi thôi mình tạm ngưng. Giờ ngọ. Vì video còn khá dài, Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào phần cuối của cây còng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chọt vô trong thân cây.